Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 55 của bộ truyện Tử Dương Môn, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Sáng sớm ngày hôm sau, hai người Mạc Vấn mang theo lương khô do nhà họ Diêu chuẩn bị cho bọn họ, cùng với hai gã người làm của Hoàng Lão Gia đi về phía đông, tới Hoàng Phủ. Lương khô thì có hai loại hấp và nướng. Diêu Gia chuẩn bị cho hai người lương khô là loại nướng. Loại lương khô này có thể để được rất là lâu. Thấy hai gã người làm chưa ăn sáng, Mạc Vấn liền bảo Vô Danh cho họ một cái, nhân cơ hội mà trò chuyện cùng hai người. Nhưng mà do Hoàng Lão Gia giữ bí mật quá kín, hai người này cũng chỉ biết là trong phủ có yêu quái phá phách, chứ không biết cặn kẽ sự tình như thế nào. Thậm chí họ còn không biết Hoàng Lão Gia đã bị cắt thành đầu trọc. Đi khoảng hai mấy dặm, đã thấy Hoàng Lão Gia cùng với cả người làm ở bên đường. Thấy bốn người tới thì vội vàng tiến lên thi lễ với Mạc Vấn, nói vui vẻ mấy câu rồi đưa bốn người lên đường. Sư phụ à, thật sự là không biết đạo gia ta lập ra quy củ như thế nào, nhưng mà rõ ràng có ngựa, tại sao lại không được cưỡi chứ? Vô Danh nhìn gã người làm đang cưỡi ngựa phía trước, bất mãn mà hỏi. Là bởi vì đạo nhân cần tu thân dưỡng tính, cưỡi ngựa thì quá mức là rêu rao. Mạc Vấn thuận miệng mà nói. Cưỡi trâu thì không rêu rao sao? Vô Danh bĩu môi. Mạc Vấn liếc mắt nhìn Vô Danh một cái. Không cho phép con ăn nói bậy bạ nữa. Hoàng phủ ở phía đông cách đây khoảng hơn 100 dặm. Nếu là đi bộ ở trong vòng một ngày thì rất khó đến nơi. Tới sau giờ ngọ, Mạc Vấn bảo hai người làm của Hoàng phủ cứ đi trước đi. Nhưng mà bọn họ cứ khăng khăng không nghe. Mạc Vấn thấy vậy thì mới nhớ ra là mình vẫn đang cầm vàng. Đám người làm sợ thầy trò bọn họ sẽ mang theo vàng mà chạy trốn, liền đem túi vàng giao lại cho hai người kia. Lúc này hai người mới giục ngựa đi trước. Đến chập tối, rốt cuộc là thầy trò Mạc Vấn cũng đến được Hoàng phủ. Trên đường đi thì Mạc Vấn một mực để ý khí tức xung quanh. Sau khi mà thiên địa đóng kín, đám dị loại mất đi quản thúc đều bắt đầu dục dịch làm càn. Trong chu vi trăm dặm mà quanh đây cũng khá nhiều dị loại, bất quá đều chỉ là đám đạo hạnh tầm thường, không đáng nhắc tới. Nước Lương so với cả nước Triệu thì tương đối là yên ổn, nhưng mà vẫn rất là nghèo khó. Hoàng phủ thì nằm ở phía đông nam thành trì, cách tường thành cùng trại lính không xa, diện tích khá rộng, quy mô chỉ kém nha phủ mà thôi. Cũng bởi vì gia tài quá lớn nên chỉ có mình Hoàng Lão Gia đi ra ngoài tị nạn, để lại Hoàng phu nhân cùng hai con trai trong nhà. Hoàng phu nhân khoảng chừng 50 tuổi, so với Hoàng Lão Gia thì trẻ hơn rất là nhiều. Mặc dù trên 50 nhưng mà vẫn còn rất đẹp, chẳng qua đối với người khác luôn tỏ vẻ rất là lạnh lùng. Thấy người làm dẫn theo hai đạo nhân một lớn một nhỏ vào cửa thì bà ta liền liếc mắt nhìn một cái, cũng không tiếp chuyện hai người. Hoàng phu nhân, tối nay bần đạo sẽ phải làm phép ở hậu viện, phiền bà tạm nhường lại khu hậu viện cho ta. Mạc Vấn gọi lại Hoàng phu nhân đang xoay người muốn đi. Hoàng phu nhân nghe vậy liền quay đầu lại. Mạc Vấn nâng cao giọng điệu. Ta bảo bà lái nhường lại hậu viện cho ta, không thì bần đạo sẽ không thể hàng yêu được. Hoàng phu nhân thấy Mạc Vấn thái độ không tốt, trong lòng cực kỳ bất mãn. Nhưng mà cùng lúc đó cũng coi trọng hắn hơn một chút. Dám nói như vậy cho thấy Mạc Vấn rất tự tin vào sức lực của mình. Hoàng phu nhân ừ một tiếng, một nha hoàn vội vàng đỡ bà ta đi vào hậu viện.
Hai thầy trò ta vẫn còn chưa ăn cơm tối, phải hai món mặn hai món chay, rượu ngon một vò. Mạc Vấn lại nói tiếp: Cái tên đạo nhân từ đâu đến, dám hỗn láo như vậy với ta sao? Hoàng phu nhân giận dữ mà quát: Ta chính là người được lão gia nhà bà dùng 500 lượng vàng mời tới đó. Mạc Vấn cũng không chịu kém cạnh. Hoàng phu nhân thấy Mạc Vấn ngang ngược thì nổi giận đùng đùng, nhưng lại không dám đuổi người mà lão gia đã tốn nhiều tiền mời tới. Đứng nghẹn họng hồi lâu rồi xoay người rời đi. Lúc đi còn phân phó người làm: Hắn muốn làm cái gì thì cho hắn cái đó. Mạc Vấn cũng liếc nhìn Hoàng phu nhân một cái rồi bước về phía phòng chủ nhà ở hậu viện. Là bà ta tự làm tự chịu thôi. Vô Danh nhìn Hoàng phu nhân một cái rồi xoay người chạy theo Mạc Vấn. Vô Danh, con phải nhớ, thời xưa có câu rồi, có qua có lại. Nếu như người ta đối xử thân thiện với con, thì con cũng phải thân thiện với bọn họ. Còn nếu người ta đối xử với con không tốt, thì cũng không cần phải giữ lễ làm gì. Đừng có chịu nhẫn nhục mà giấu kín trong lòng, làm vậy chỉ khiến cho những người đó đắc ý hơn mà thôi. Bất kể thái độ của họ là thân thiện hay thù địch, bọn họ đều sẽ nhận lại tương xứng thôi. Mạc Vấn thuận miệng mà nói: Vâng sư phụ, con nhớ rồi. Vô Danh gật đầu đáp ứng. Thầy trò hai người mải nói chuyện đã đi đến hậu viện rồi. Người Hán có một quy củ, khách đến nhà không thể tùy tiện đi vào phòng ngủ của chủ nhà, và cũng không được nằm ở trên giường chủ nhà. Hai người sau khi tiến vào hậu viện liền tìm ghế ngồi xuống. Chẳng bao lâu sau thì có người làm đem theo nước trà và điểm tâm tới. Lát sau thì rượu cũng được đưa lên. Sư phụ ơi, tối nay liệu rằng con yêu quái kia có đến không vậy? Vô Danh cầm lấy vỏ rượu rót rượu cho Mạc Vấn. Yêu quái suy nghĩ khác với con người. Con người suy nghĩ phức tạp nhưng rất hay bị phân tán tư tưởng. Yêu quái suy nghĩ mặc dù đơn giản nhưng rất là cố chấp. Nếu như là bọn chúng đã xác định là một chuyện gì đó thì một mực sẽ làm tiếp. Vi sư có cảm giác rằng tối nay nó nhất định sẽ đến thôi. Mạc Vấn lại nói: Sư phụ, yêu quái kia chỉ cần nhìn một cái liền khiến cho người ta không cách nào nhúc nhích được. Đó là yêu thuật gì vậy? Vô Danh tò mò hỏi. Đó là di hồn thuật. Hiện tại tu vi con chưa có, nguyên thần thì bất ổn. Nếu như yêu quái xuất hiện, tuyệt đối không được nhìn vào mắt của nó. Mạc Vấn nói. Sau khi cân nhắc kỹ, hắn cảm giác được rằng con quái vật này tuy rằng cũng là loài chim nhưng không thể là khổng tước vương được. Lại nói thì nhà giàu sang thức ăn cũng rất là tinh tế. Hai người thầy trò ăn no xong thì Mạc Vấn ra cửa, dán hai tấm định khí phù vào góc đông nam và góc tây nam hậu viện. Mặc dù phù chú có hơn 1.000 loại nhưng hắn cũng không sử dụng hết toàn bộ. Ví dụ như là định khí phù, loại phù chú này chuyên dùng để hàng yêu chóc quỷ. Chỉ cần 3 tấm chú là có thể định trụ yêu tà. Tu vi linh khí càng tinh thâm, pháp thuật thi triển ra sẽ càng mạnh mẽ. Lúc đó không cần thiết là phải dùng những loại phép thuật hoa mỹ rườm rà nữa. Mà cũng bởi vì có đạo nhân tới hàng yêu nên mọi người trong hoàng phủ đều ngủ thật sớm. Canh hai vừa tới thì Mạc Vấn liền thổi tắt đèn nến, toàn bộ hoàng phủ chìm trong bóng tối. Tới gần canh ba thì có một đạo dị loại khí tức xuất hiện ở hướng đông nam. Yêu vật này tốc độ rất là nhanh, trong nháy mắt đã đi được 80 dặm. Khi nó tới gần Mạc Vấn thì Mạc Vấn cũng cảm giác được thân phận cùng đạo hạnh của nó. Vật này là một con chim kích thước không nhỏ. Loài chim rất là đa dạng về chủng loại. Căn cứ vào khí tức đơn thuần thì không cách nào xác định cụ thể nó là loài chim gì. Con chim kia thì đạo hạnh không cao sâu, có khi chỉ tầm khoảng 700-800 năm. Đạo hạnh như vậy có thể miễn cưỡng biến hóa thành hình người. Mạc Vấn quay đầu sang nhìn Vô Danh, phát hiện Vô Danh đang ngồi ngủ gà ngủ gật trên ghế gỗ. Về phần dị loại kia thì bay khá nhanh, sau nửa nén hương đã bay tới trên bầu trời hoàng phủ. Nhưng nó cũng không lập tức hạ xuống hoàng phủ mà tiếp tục bay qua phủ một đoạn rồi hạ xuống khu vực ở phía bắc thành. Để tránh rứt dây động rừng, Mạc Vấn cũng không ra khỏi phủ tìm nó. Vật này có lẽ sẽ còn trở lại. Cho dù nó không trở lại
Chỉ cần men theo khí tức của nó thì cũng có thể tìm được hang ổ của nó. Dị loại kia từ thành Bắc chậm chạp di chuyển, sau nửa canh giờ bắt đầu quay đầu trở về, lần này trực tiếp bay thẳng về phía của Hoàng Phủ. Chẳng bao lâu sau, yêu vật kia đã hạ xuống sân hậu viện. Ngay sau đó liền là cái âm thanh bước chân của nhân loại, không hỏi cũng biết nó đã biến hóa thành hình người. Không đợi yêu vật kia vào cửa, Mạc Vấn liền đem tấm định khí phù thứ ba áp vào vách tường phía tây hậu viện. Định khí trận pháp lập tức có hiệu lực, liền bao vây yêu vật kia vào bên trong viện. Yêu vật cảm nhận được khí tức bị phong tỏa, lập tức phát ra tiếng kêu quái dị, đồng thời hiện ra nguyên hình vỗ cánh bay lên không định chạy trốn. Sư phụ, yêu quái tới! Vô Danh bị tiếng kêu ngoài cửa đánh thức, choàng dậy kêu lên. Mạc Vấn gật đầu một cái, đưa tay mở cửa phòng ra. Chỉ thấy một con chim lông đen nhánh đang quanh quẩn ở trên không trung. Nhìn kỹ thì phát hiện đó là một con quạ đen. Ở trên cổ của nó thì khoác một cái áo, hai bên túi áo đang phồng lên. Con chim hoảng sợ bay loạn, làm rơi ra vài mẩu bánh mì trong đó. Sư phụ, người xem, dao cạo. Vô Danh chỉ vào một chiếc dao cạo rơi ở trên bậc thang. Mạc Vấn không trả lời mà chỉ ngẩng đầu quan sát quạ đen đang liên tục động vào vách tường. Ban đầu con yêu vật xuất hiện thì tới xin cháo, lần này lại có mẩu bánh mì trên người. Nó là chim muông biến thành, sẽ không thích ăn đồ chay. Nói cách khác thì lúc trước nó xin cơm cháo cùng với cả lần này trộm bánh mì cũng đều không phải là cho bản thân ăn, mà là muốn mang cho một người khác thích ăn chay. Lại nói thì con quạ đen mấy phen đụng vào bình chướng đau đớn rơi xuống đất, nằm ngửa bụng lên không nhúc nhích. Mẩu bánh mì vụn thì rơi khỏi túi áo đầy đất. Sư phụ ơi, nó bất tỉnh rồi. Vô Danh liếc mắt đánh giá con quạ đen. Loài quạ rất thông minh, chớ coi thường nó, nó đang giả chết đấy thôi. Mạc Vấn lắc đầu mà nói. Ngoài con người ra thì quạ đen chính là loài thông minh nhất, so với cả hồ ly khỉ vượn thì phải thông minh hơn. Con quạ đen này sau khi rơi xuống đất thì ngực không phập phồng chút nào. Chỉ có chi tiết này thì đã cho thấy nó đang nín thở giả chết. Lại nói thì tiếng kêu quái dị của con quạ đen lúc trước đã kinh động đến mọi người ở Hoàng Phủ. Có linh gác từ nhà trước chạy lên kiểm tra, phát hiện sau nhà có một con quạ đen khổng lồ đang nằm thẳng đơ thì không khỏi trố mắt kinh ngạc. Bên trong có trận pháp vô hình, không nên bước vào đây. Mạc Vấn xua tay bảo mấy tên lính gác. Sư phụ à, có phải nó không trông thấy được chúng ta không? Vô Danh tò mò hỏi. Đúng là như vậy, nó không thấy và cũng không thể cảm nhận được chúng ta. Mạc Vấn gật đầu nói. Hiệu quả của định khí trận pháp có liên quan mật thiết đến thuộc tính ngũ hành của vật mà lá bùa dán lên. Có khi người bị kẹt ở trong trận vẫn có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài, nhưng mà lúc này thì con quạ đen ở trong trận pháp kia không thể thấy và cũng không thể nghe được tình huống ở bên ngoài. Nhân lúc con quạ đen đang giả chết thì Mạc Vấn quan sát cẩn thận một lần nữa con chim. Bề ngoài con quạ này so với quạ đen bình thường không có khác biệt lắm, chẳng qua là kích thước lớn hơn rất là nhiều, hai cánh mở ra có thể dài tới một sải tay. Từ đầu đến cuối dài khoảng 5 thước, lông chim trên người có màu xám trắng, rất thưa thớt. Mỏ chim màu xám tro có nhiều vết lốm đốm, cho thấy nó đã rất là già rồi. Nhìn kỹ cái áo trên cổ nó thì trên áo khâu rất nhiều mảnh vá, hiển nhiên là do nó nhặt được ở trên người dân bị nạn thôi. Sư phụ ơi, ta nghe lão sư phụ nói qua là quạ đen biết phụng dưỡng cha mẹ, không phải nó đang kiếm thức ăn cho cha mẹ nó đấy chứ? Vô Danh hỏi. Mạc Vấn nghe vậy chậm rãi lắc đầu. Quạ đen biết phụng dưỡng cha mẹ thì không sai, nhưng vật này lại là dị chủng, đã sống rất lâu năm. Cha mẹ nó chắc hẳn đã chết rồi, huống chi nó lại đi tìm đồ ăn nấu chín, cũng không phải là đồ của loài quạ thích ăn đâu. Trong lúc mà thầy trò hai người nói chuyện, có tên lính gác đã chạy đi gọi Hoàng thiếu gia tới. Hoàng thiếu gia ôm cái bụng phệ khệnh khạng đi tới. Vừa tới cửa liền phát hiện bên trong sân có một con quạ đen khổng lồ đang nằm. Cho là yêu vật đã bị Mạc Vấn hàng phục, gã liền sải bước đi vào sân, đi tới chỗ con quạ đen.
Mạc Vấn vốn là định lên tiếng báo động nhưng mà đã chậm mất nửa nhịp. Hoàng thiếu gia đã bước vào định khí trận pháp. Hành động này của gã không thể nghi ngờ là muốn ra vẻ can đảm trước mặt mọi người, nhưng thực tế đã chứng minh lá gan của gã không lớn lắm. Con quạ đen vừa cảm giác có người bước vào liền xoay người lại vùng dậy, dọa cho Hoàng thiếu gia kêu lên thất thanh, xoay người muốn chạy trốn. Hoàng thiếu gia chạy đến chỗ bình chướng mới phát hiện là không xông ra được. Kinh hoàng quá, liền quay đầu lại, thấy con quạ đen chỉ đứng đó không đuổi theo. Nhưng gã vừa quay đầu lại đã lập tức bị quạ đen dùng phép mê hoặc, tức thì đã mất đi thần trí, xoay người lảo đảo ngã xuống đất, lại đụng phải bình chướng đau quá mà bỏ dậy. Liên tục mấy lần đụng ngã, máu mũi chảy ra ràn rụa. Đối với cả trận pháp do chính mình lập lên, Mạc Vân nắm rõ trong lòng bàn tay. Hắn chưa vội vã thu lại trận pháp mà nhíu mày trầm ngâm nên xử lý con quạ đen này như thế nào. Vật này dĩ nhiên là không thể giết, chỉ có thể thả nó rời đi, sau đó bám theo sau để mà xem nó đi về hướng nào. Chỉ có như vậy mới có thể xác định được nó đang tìm thức ăn cho ai. Lúc này thấy Hoàng thiếu gia bị vật mê hoặc, người làm trong phủ sợ quá chạy đi báo cho Hoàng phu nhân biết. Mạc Vấn có ý là muốn đợi Hoàng phu nhân đến để chỉ cho bà ta tận mắt thấy hình dáng yêu vật, nên vẫn chưa thu lại trận pháp. Không lâu sau, Hoàng phu nhân cùng nha hoàn kinh hoàng chạy tới, thấy con trai mình máu mê bê bết, liền vội vàng muốn chạy tới cứu chữa. Lính gác xung quanh biết ở bên trong sân không thể vào được, bèn vội vàng kéo bà ta lại. Úi dồi, đạo trưởng, ngài nhanh nghĩ cách gì đi. Hoàng phu nhân hướng Mạc Vấn cầu cứu. Con yêu vật vốn đã bị bần đạo khống chế, công tử lại lộ mãng tiến vào cho nên mới bị yêu vật mê hoặc. Nếu là cứu công tử ra, yêu vật liền sẽ nhân cội mà trốn thoát. Lúc đó còn có thể tìm được hang ổ của nó hay không, bần đạo không thể nắm chắc được. Mạc Vấn ung dung mà đáp. Ôi đạo trưởng ơi, ưu tiên cứu người trước đã, bắt yêu quái sau. Hoàng phu nhân vội vàng hô lớn. Mạc Vấn nghe xong thì vẫn chưa hề động thủ ngay, mà trong lòng nhanh chóng cân nhắc. Loài quạ thông minh là chuyện mọi người đều biết, nhưng nó thông minh tới trình độ nào thì không ai nói được. Vạn nhất con vật này sau khi thoát khốn lại bay vòng vo đánh lạc hướng hắn, thì rất khó đảm bảo có thể một mực đi theo sau nó trong vòng trăm dặm. Nhất định là phải nghĩ cách để bảo đảm không bị mất dấu của nó. Về phần Hoàng phu nhân thấy Mạc Vấn chần chừ chưa động thủ, lầm tưởng Mạc Vấn vẫn còn cay cú nàng lúc trước lạnh nhạt với hắn, bèn rối rít nói lời xin lỗi. Ôi, Hoàng tăng ta có mắt không tròng, đã đắc tội với đạo trưởng, mong rằng đạo trưởng không chấp nhận ta là phụ nữ. Ôi, làm ơn mau mau cứu con trai của ta ra. Bần đạo đang nghĩ xem nên cứu người thế nào đây. Mạc Vấn nói xong lấy từ trong ngực ra hộp phù vẽ một đạo tụ âm phù, dán ở lòng bàn tay rồi tiến vào trong trận. Con quạ đen nhận ra phía sau có người tiến vào, lập tức nghiêng đầu lại nhìn. Mạc Vấn nhanh như chớp lao đến, hét lớn một tiếng phóng ra lá bùa. Nghiệt chướng, chớ có làm hại người. Quạ đen kia vốn định bay lên né tránh, nhưng đã chậm mất nửa nhịp, bị phù chú đánh trúng kêu lên một tiếng quái dị rồi ngã nhào ra. Tụ âm phù mặc dù bốc cháy, nhưng bản thân nó lại là loại phù chú công kích. Con quạ đen bị trúng đòn ngã xuống đất không liên quan gì đến phù chú, mà là bị lính. Tụ âm phù mặc dù bốc cháy, nhưng bản thân nó không phải loại phù công kích. Con quạ đen bị trúng đòn ngã xuống đất thì không liên quan gì đến phù chú, mà là bị linh khí của Mạc Vấn đánh trúng. Quạ đen ngã ra đất liền biến thành hình dạng tăng nhân, kêu lớn một tiếng nhằm hướng Mạc Vấn mà vọt tới. Mạc Vấn đợi cho gã tăng nhân tiến tới thì tiếp tục tung ra linh khí đẩy lui gã. Gã tăng nhân do con quạ đen biến thành mắt thấy không phải đối thủ của Mạc Vấn, bèn xoay người phóng tới Hoàng thiếu gia. Mạc Vấn đoán được ý đồ của nó, lao người vọt tới trước, nắm lấy Hoàng thiếu gia đang mê man, dùng linh khí trợ lực ném gã ra khỏi trận pháp. Phù chú là do hắn vẽ, trận pháp là do hắn bày, cho nên linh khí của hắn có thể xuyên qua trận pháp được. Con quạ đen thấy vậy liền vội vàng vọt tới, nắm lấy chân của Hoàng thiếu gia cùng nhau ra khỏi trận pháp. Khó khăn lắm mới thoát khốn, con quạ đen nào dám chần chừ thêm, liền vội vàng vỗ cánh bỏ chạy về hướng tây. Thấy quạ đen chạy trốn, Mạc Vấn cũng không vội vàng đuổi theo,
mà là đi tới tháo xuống một tấm định khí phù, bỏ đi trận pháp, rồi đi về phía của Hoàng thiếu gia vẫn đang mê man bất tỉnh. Mạc Vấn liền giơ tay vỗ vào huyệt Bách Hội, truyền linh khí vào giúp cho gã tỉnh lại. Hoàng thiếu gia mặc dù máu me khắp cả mặt nhưng mà cũng không đáng ngại. Hoàng phu nhân liền cùng mọi người đỡ gã dậy rồi nhanh chóng rời khỏi. Có vết xe đổ trước đó, Hoàng phu nhân trước khi rời đi vẫn không quên cảm ơn Mạc Vấn. Sư phụ, người cố ý để cho nó chạy sao? Vô Danh đi tới đem hai tấm phù chú khác giao cho Mạc Vấn. Lúc trước Mạc Vấn dán phù, nó mặc dù không trông thấy nhưng lại biết ngay nguyên lý của định khí trận pháp. Căn cứ cách Mạc Vấn bắt phù chú liền đoán ra hai tấm phù chú khác đang dán ở nơi nào. Mạc Vấn gật đầu, giơ tay nhận lấy hai tấm phù chú rồi hất tay thiêu hủy. Sư phụ, người mau đuổi theo đi, vạn nhất nó chạy ra ngoài trăm dặm thì không thể tìm được nó đâu. Vô Danh nói. Không phải lo, lúc trước vi sư đã dán tụ âm phù lên người nó, làm tăng thêm khí tức, nó trốn không thoát đâu. Mạc Vấn xoay người đi về phòng chính. Vô Danh đi theo sau Mạc Vấn. Đi tới giữa sân, nó tò mò nhặt mấy mẩu bánh mì lên. Mấy mẩu bánh mì to nhỏ không đều, không hỏi cũng biết là con quạ đen kia đã trộm từ một quán ăn. Lại nói thì trong phủ những nhà giàu có nhiều tiền, căn phòng chính nam là phòng nghỉ ngơi của người hầu. Dưới cửa sổ luôn là nơi kê giường nằm để mà lấy hơi ấm từ mặt trời. Mạc Vấn liền bảo Vô Danh nằm xuống giường nghỉ ngơi, còn mình thì ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ, tập trung cảm giác hướng đi của con quạ đen. Con quạ đen có lai lịch thế nào thì vẫn chưa thể biết được. Tuy vậy lúc này đã có thể xác định được 3 điều. Một là con quạ đen kia rất thông minh. Gia hỏa này lúc bay tới là từ hướng đông nam, nhưng mà lúc chạy trốn lại bay về phía tây. Một con chim mà biết kế dương đông kích tây, có thể thấy rằng trí tuệ của nó không hề tầm thường. Hai là sau lưng con quạ đen kia nhất định là có cao nhân chỉ điểm. Yêu vật tầm thường muốn biến hóa thành hình người, trước hết phải biết nói tiếng người đã. Tiếp đó là biến thành thân người, cuối cùng mới có thể biến hóa quần áo. Nhưng mà con quạ già này thì cùng lắm mới có 700-800 năm đạo hạnh. Ngay cả tiếng người cũng chưa biết nói, mà lại có thể biến lông chim thành quần áo. Mặc dù nó biến hóa ra quần áo rất là lôi thôi lếch thếch, nhưng mà cũng đủ để nói rõ sau lưng vật này có cao nhân truyền thụ pháp thuật. Thứ ba là cao nhân sau lưng con quạ đen này rất có thể cũng là một dị loại biến thành hình người. Bởi vì chỉ có dị loại biến thành người mới có thể hiểu được pháp môn biến hóa của dị loại. Nhìn bề ngoài thì xem ra vị cao nhân kia rất có thể là phiên tăng Khổng Tước Vương. Nhưng Mạc Vấn lại cảm giác vị cao nhân này không thể là Khổng Tước Vương được. Bởi vì phong trào bài xích Phật giáo ở nước Lương mới chỉ phát sinh mấy năm trước. Thời gian vài năm ngắn ngủi thì Khổng Tước Vương không thể nào truyền thụ cho quạ đen pháp thuật biến hóa. Hơn nữa tuổi thọ trung bình của quạ đen rất là ngắn. Nó có thể sống lâu như vậy thì rất có khả năng là có liên quan đến vị cao nhân sau lưng của nó. Lại nói thì con quạ đen kia bay về phía tây khoảng hơn 200 dặm mới dừng lại. Sau lại đổi hướng bay về hướng nam. Bay về hướng nam mười mấy dặm lại đổi sang hướng đông nam. Sau đó chỉ một mực nhằm hướng đông nam mà bay đi. Thẳng đến canh năm nó mới dừng lại. Lúc này nó đã cách châu phủ hơn 300 dặm về hướng đông nam. Sau khi trời sáng, Mạc Vấn rửa mặt chải đầu xong xuôi, giao phó mấy câu với Vô Danh rồi ra khỏi hoàng phủ. Đi bộ từ cửa đông ra khỏi thành. Vừa ra khỏi thành, hắn liền vận khí nhằm hướng đông nam mà lao đi. Khí tức con quạ đen dừng lại ở phía đông nam, rất ít di chuyển. Sau khoảng 100 dặm thì Mạc Vấn tiến vào vùng núi. Bay tiếp 100 dặm thì vẫn là núi non trùng điệp. Lại đi hơn 100 dặm nữa, Mạc Vấn dừng lại. Hướng đông nam là một cái đầm âm u. Đầm này có chu vi khoảng 100 dặm, hình tròn. Nước đầm đen kịt đầy bèo lục bình. Dù là người bình thường không có linh khí thì cũng không thể thông qua sự dao động của đám bèo mà đoán được cái đầm này có rất nhiều mãng xà rắn rết. Khí tức con quạ đen thì xuất hiện tại trung tâm của cái đầm. Nơi đó có một hòn đảo biệt lập cây cối tùm. Nói là hòn đảo thì cũng không quá thích hợp, bởi vì khu vực kia quá là nhỏ. Toàn bộ nơi đó chỉ có mười mấy gốc cây, chu vi cùng lắm chỉ hơn 100 trượng. Tới nơi này rồi thì Mạc Vấn càng cảm giác được cái người đang ẩn náu nơi này không phải là Khổng Tước Vương.
Khổng Tước Vương đều đã khôi phục tu vi thì có thể tùy tâm biến hóa, căn bản không cần thiết phải trốn tới chỗ này. Nếu Khổng Tước Vương chưa khôi phục tu vi thì tới nơi này sợ là đã sớm bị mãng xà rắn độc cắn chết rồi. Mà người trong đạo môn thích nhất là hình tròn, bởi vì tròn là thái cực, là sự huyền diệu. Nhưng người trong đạo môn cũng kiêng kỵ nhất là hình tròn, bởi vì tròn là điểm cuối, là cái chết. Cái đầm này cũng là hình tròn, rất có thể là một nơi trận pháp lợi hại. Hay nói cách khác thì cái vị cao nhân sau lưng quạ đen rất có thể đang bị giam cầm ở trên đảo này. Trong lòng vẫn còn nghi vấn thì Mạc Vấn không vội vàng lên đảo mà đi vòng quanh cái đầm một vòng. Chẳng biết tại sao hắn từ đầu đến cuối đều cảm giác chỗ này rất giống với cả những nơi mà Thượng Thanh Tông chuyên giam cầm dị loại. Tìm quanh đầm không có kết quả thì Mạc Vấn liền bay thẳng tới hướng hòn đảo. Hắn có thể cảm giác được khí tức con quạ đen, nói rõ là trên đảo kia không có giam cầm. Chính xác mà nói thì con quạ đen đang ở vòng ngoài, nơi không bị giam cầm. 50 dặm đối với Mạc Vấn mà nói thì không thấm vào đâu. Sau khi sắp bay hết đà bay, hắn lại dồn linh khí mượn lực ở trên không, tiếp tục bay tiếp. Riêng về điểm này, đạo nhân tử khí tầm thường không thể nào làm được. Bọn họ dù có tốn nhiều linh khí tới mấy thì cũng không cách nào mượn lực ở trên không được, bởi vì cơ thể bọn họ có quá nhiều trọc khí. Bay được nửa đường thì con quạ đen trên đảo phát hiện hắn đến, liền vỗ cánh bay tới muốn mổ hắn. Mạc Vấn không muốn dây dưa với nó, nghiêng người tránh né rồi tiếp tục bay đi. Con quạ đen lúc trước bị mắc bẫy hắn, lần này rất là quyết tâm trả đũa. Nó vừa kêu lên tiếng quái dị, vừa liên tục quấy nhiễu, ý định là muốn bức hắn rơi xuống nước. Nhưng đúng vào lúc này thì trên đảo bỗng truyền tới một giọng người phụ nữ yếu ớt. Ngươi là ai? Cũng bởi vì khoảng cách khá xa, lại cộng thêm với âm thanh đối phương rất nhỏ, nên tiếng hỏi này của cô gái Mạc Vấn chú ý lắm mới nghe thấy được. Bần đạo là Thượng Thanh Tông Thiên Khu Tử. Mạc Vấn nói lên đạo hiệu. Không cần biết nơi này là chỗ ở hay là nơi giam cầm, chủ nhà đã hỏi thăm thì theo lễ nghi là phải trả lời. Điều gì đến thì rốt cuộc cũng đến. Đối phương nghe Mạc Vấn nói thì than nhẹ một câu. Mạc Vấn nghe vậy nhíu mày lại. Nghe giọng đối phương thì có vẻ đã sớm đoán được hắn sẽ tới. Con quạ đen thừa dịp Mạc Vấn phân tâm thì từ trên bầu trời lao xuống tấn công hắn. Mạc Vấn kịp khôi phục tinh thần, giơ tay lên phát ra linh khí đánh bay nó đi. Lần này hắn phát ra linh khí rất là mạnh mẽ. Quạ đen kia bị đau phát ra tiếng kêu chói tai. Người phải chết là ta, đừng có ra tay với Hắc Nô. Trên đảo lại truyền tới thanh âm cô gái. Mạc Vấn nghe vậy càng thêm nghi ngờ. Dựa theo thanh âm thì cô gái này tuổi tác cũng không lớn, đến tận bây giờ vẫn không hiện thân, chứng tỏ nàng ta đang bị giam cầm tại chỗ này. Người này đến rốt cuộc có lai lịch ra sao, lý do gì lại bị giam cầm tại đây? Về phần con quạ đen, mặc dù trúng đòn nhưng vẫn liên tục lao tới, ý định ngăn cản hắn đến gần hòn đảo. Nhưng vào lúc này trên đảo bỗng truyền đến một tiếng chim hót rất là êm tai. Tiếng chim hót này hiển nhiên là từ miệng cô gái phát ra. Thanh âm mặc dù không lớn nhưng trong trẻo nhẹ nhàng, âm điệu uyển chuyển hệt như tiếng tiên nhạc ở trên thiên đình vậy. Nghe tiếng chim hót phát ra, quạ đen không còn ngăn cản Mạc Vấn nữa, vỗ cánh bay trở về đảo, đáp xuống một cái cây đại thụ, quác quác kêu lên một tiếng quái dị. Lúc này thì Mạc Vấn vẫn còn cách đảo khá xa, nhưng hắn căn cứ cử chỉ con quạ đen cúi đầu thì liền đoán được nó hẳn đang cúi đầu nhìn cái gì đó. Nói cách khác thì ở chính giữa hòn đảo chắc chắn phải có một khu vực địa thế hơi thấp. Chốc lát sau, Mạc Vấn đặt chân lên hòn đảo hoang. Đảo mắt nhìn quanh thì không thấy gì khác thường, liền tiếp tục bước đến khu vực ở giữa đảo. Hắn lúc trước phán đoán không sai, chính giữa đảo này quả nhiên có một cái hố. Bất quá tới gần hắn mới phát hiện cái hố này so với cả hắn tưởng tượng thì còn sâu hơn nhiều. Phía trên hố chỉ có lớn cỡ miệng giếng thôi, nhưng càng sâu xuống phía dưới càng rộng. Cúi người xuống nhìn thì phát hiện là phía bên dưới phải sâu đến vài chục trượng. Dưới đáy hố có nước, màu nước đục ngầu, bên trong tối đen như mực. Trên mặt nước thì trôi nổi rất nhiều mẩu bánh mì đã thối rữa,
từ miệng hố tỏa ra một thứ mùi hôi chua khó ngửi. Ở chính giữa đáy hố có một cô gái đang đứng. Bởi vì từ trên cao nhìn xuống nên không thể thấy rõ tướng mạo của nàng, chỉ có thể nhìn được cái đầu nàng ta hơi dài, mái tóc màu đỏ tươi rất đặc biệt. Hai cánh tay cô gái đang bị một cái xích màu xanh trói lại, mỗi một cánh tay bị trói ở hai bên vách đá. Mặc dù nhìn không rõ lắm nhưng Mạc Vấn vẫn có thể nhìn ra cô gái này không mặc quần áo. Tới hiện tại thì Mạc Vấn đã có thể xác định nơi này cũng là một địa điểm giam cầm, chuyên để nhốt nữ dị loại Thượng Thanh Tông vi phạm thiên quy. Mà cô gái tóc đỏ này chắc hẳn cũng là dị loại. Sở dĩ hắn không cảm giác được khí tức của nàng ta là bởi vì ở cửa hang có bình chướng hoặc là trận pháp vô hình. Nghĩ đến đây, Mạc Vấn thử phát ra một tia linh khí thăm dò. Và đúng như dự đoán, linh khí đi tới cửa hang liền bị ngăn cản lại. Bức bình chướng này có tính co giãn, cho thấy đây là một bình chướng do bậc cao nhân lập nên. Xác định một điểm này thì đồng thời Mạc Vấn còn đoán được cái người lập ra bức bình chướng này là Thải Y Đạo Cô. Thải Y Đạo Cô lúc trước đã từng động thủ với hắn, nên hắn rất là quen thuộc với linh khí tính hỏa của bà ta. Ngoài ra còn có thể xác định một điều, cô gái bị giam cầm kia có cái đầu hơi dài và mái tóc màu đỏ, cho thấy bản thể nàng ta cũng là một loài chim thuộc tính hỏa. Ra tay đi. Bỗng nhiên thanh âm cô gái từ đáy hố chuyển tới. Mạc Vấn nghe tiếng nhìn xuống thì phát hiện người này lúc nói chuyện không hề ngẩng đầu nhìn mình. Như vậy có thể thấy người này tính tự tôn rất là cao, không muốn ngẩng mặt lên nhìn người khác. Ngươi là người phương nào? Mạc Vấn nghi ngờ hỏi. Lúc trước đi tìm A Kiều, hắn đã từng xem qua cuốn Thanh Vũ Văn Tập, biết được tất cả những nơi giam cầm của dị loại ở Thượng Thanh Tông, nhưng nơi này hoàn toàn không có ở trong đó. Muốn giết thì cứ giết đi, còn cần hỏi han nhiều lời nữa sao? Cô gái hừ lạnh một tiếng tỏ ý miệt thị. Ngươi rốt cuộc là dị loại thuộc môn phái nào? Mạc Vấn truy hỏi. Cô gái kia nghe vậy vẫn không đáp lời. Mạc Vấn đợi thêm một lát, thấy nàng vẫn không mở miệng liền đứng thẳng dậy, bước về phía bắc đến một chỗ hòn đá xanh. Hòn đá xanh cách cửa hang vài chục bước, lớn cỡ hòn đá mài, có hình tròn, thỉnh thoảng lại tỏa ra một luồng khí lạnh yếu ớt. Con quạ đen đậu trên cành cây thấy Mạc Vấn đi chơi chỗ hòn đá xanh thì kêu lên một tiếng quái dị rồi lao xuống, định ngăn cản hắn đến gần. Mạc Vấn thấy vậy thì trong đầu nhanh chóng tính toán. Khối đá xanh kia có khả năng sẽ gây ra bất lợi cho cô gái, cho nên con quạ đen mới có ý ngăn cản hắn. Nghĩ đến đây thì hắn dừng lại, xoay người trở lại cửa hang. Ngươi đã bị kẹt ở đây bao lâu rồi? Mạc Vấn lên tiếng mà hỏi. Cô gái dưới đáy hố nghe Mạc Vấn nói một lần nữa phát ra tiếng hừ lạnh. Tiếng hừ này có 7 phần là khinh bỉ, 3 phần là đau khổ. Bần đạo không biết ngươi là ai, lần này tới đây cũng không phải để lấy mạng của ngươi. Ngươi hãy mau nói ra tên tuổi lai lịch, không chừng ta còn có thể cứu ngươi thoát khốn. Mạc Vấn ôn hòa mà nói, bởi vì chuyện của A Kiều nên hắn rất là đồng cảm đối với cả những nữ nhi dị loại bị phạm mà giam cầm. Đùa giỡn với người sắp chết, ngươi cảm thấy thú vị lắm sao? Cô gái tóc đỏ uất ức mà nói. Thấy đối phương cố chấp lại còn tỏ ý khinh miệt mình khiến cho Mạc Vấn rất là chán ghét. Ta nhắc lại một lần nữa, ta là Thượng Thanh Chuẩn Đồ Thiên Khu Tử. Ta với ngươi không thủ không oán, vì sao ta phải làm hại ngươi chứ? Cô gái tóc đỏ nghe vậy thì kinh ngạc ngẩng đầu lên. Ngươi là Thượng Thanh Chuẩn Đồ sao? Đúng vậy. Mạc Vấn gật đầu mà nói. Do trong hố quá tối, cô gái mặc dù đã ngẩng đầu lên, nhưng hắn vẫn không cách nào nhìn thấy rõ mặt mũi đối phương, bất đắc dĩ đành phải nghiêng đầu nhìn kỹ. Thượng Thanh Chuẩn Đồ, sao có thể là hạng đê tiện như ngươi được chứ? Cô gái tóc đỏ cười lạnh mà mắng. Mạc Vấn nghe vậy cảm thấy nghi ngờ lắm, không hiểu tại sao đối phương lại nói ra câu này. Ngẫm nghĩ một chút thì mới hiểu là cô gái kia lúc trước ngẩng đầu lên đã làm lộ hết thân thể. Lại thấy hắn nghiêng đầu nhìn thì mới cho là hắn đang muốn nhìn bộ ngực của nàng. Mạc Vấn có lòng muốn giải thích, nhưng do dự một lát lại không nói gì. Hiểu lầm cậu này thì chẳng cách nào giải thích được, và cũng không thể nói,
ta chỉ nhìn mặt của ngươi, không có ý gì khác đâu. Đối phương chắc chắn sẽ không tin đâu. Bực mình quá, hắn chỉ đành nói: ngươi đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Dứt lời, hắn đứng dậy xoay người muốn đi, nhưng đi được mấy bước lại dừng lại. Cô gái bị giam ở nơi này quả thực rất là thê thảm. Cho dù không ra tay cứu nàng thì cũng nên thay nàng ta truyền lại lời nhắn cho người yêu. Người yêu của ngươi là đệ tử môn phái nào? Tên họ là gì? Ta sẽ thay ngươi chuyển lời cho hắn. Mạc Vấn trở lại cửa hang lên tiếng mà hỏi. Cô gái tóc đỏ nghe xong lại hừ lạnh. Ngươi hừ hừ cái gì? Ta có lòng tốt muốn giúp ngươi thôi, nhưng ngươi lại bất chấp lý lẽ, khinh thường ta, coi ta không ra cái gì. Mạc Vấn giận dữ quát một câu rồi đạp đất bay đi. Mạc Vấn mới bay đi thì lại không nhịn được mà phải dừng lại, bởi vì cô gái tóc đỏ kia vừa nói một câu: ta ở đâu ra mà có người yêu? Muốn giết cứ giết đi, cần gì phải làm bẩn sự trong sạch của ta. Mạc Vấn nghĩ không đúng. Nếu nàng ta không có người yêu thì sẽ không vi phạm điều cấm. Và nếu không vi phạm điều cấm thì tại sao nàng ta lại bị Thái Y Đạo Cô giam ở chỗ này chứ? Trong lòng còn nghi ngờ thì Mạc Vấn lại hạ xuống đất đi tới cửa hang nhìn cô gái kia mà nói: bần đạo nói lại một lần cuối cùng, ta lần này tới chỉ vì con quạ kia làm điều ác. Có người mời bần đạo tới làm hàng phục nó, quả thật không phải tới để giết ngươi. Ngươi nói thật chứ? Cô gái tóc đỏ một lần nữa ngẩng đầu lên. Thật. Ngươi đến cùng là môn hạ của môn phái nào? Nếu như chưa phạm phải điều cấm, cấm dị loại lấy nhau, thì Thải Y Đạo Cô vì sao lại bắt ngươi ra ở chỗ này chứ? Mạc Vấn nghi ngờ mà hỏi. Địa lao này là nơi rừng thiêng nước độc, chu vi trăm dặm quanh đây đều có trận pháp ngăn cách, không phải thần tiên thì không thể đi vào. Vậy ngươi làm thế nào mà đến được nơi này? Cô gái tóc đỏ vẫn không chịu nói ra tên họ. Mạc Vấn nghe vậy lúc này mới biết là xung quanh cái đầm nguyên lai còn có một đạo trận pháp nữa. Chắc là sau khi tận thế tới, thiên địa bị đóng kín, làm trận pháp nơi này mất đi tác dụng thôi. Sao cơ? Tận thế tới rồi sao? Cô gái kinh sợ mà hỏi. Đã giáng xuống nhiều ngày rồi. Mạc Vấn gật đầu. Thì ra là như vậy. Lúc trước ta đã có nhiều điều mạo phạm, mong Thiên Khu Tử chân nhân thông cảm cho. Xin chân nhân, ngài có biết Thanh Vũ Môn hay không? Cô gái rốt cuộc yên tâm thở dài một tiếng rồi hỏi. Biết. Đó là môn phái của Thải Y Đạo Nhân tu hành trước khi phi thăng, Mạc Vấn đáp. Vậy thì làm phiền chân nhân đến Thanh Vũ Môn nói với cả trưởng giáo đương nhiệm tới đây gặp ta. Cô gái nói tiếp. Mạc Vấn nghe vậy không đáp ứng ngay. Thanh Vũ Môn nằm ở phía nam, mà hắn ở lúc này đang ở nước Lương vùng Tây Bắc. Hai nơi cách nhau quá xa, nếu là lăng không phi hành thì hao tổn rất nhiều linh khí, sợ là so với biến hóa ra Thanh Long còn tốn nhiều hơn nữa. Cô gái bị giam cầm mặc dù đang gặp nạn nhưng vẫn có chi khí. Thấy Mạc Vấn do dự thì chỉ than thở cúi đầu, cũng không lên tiếng cầu xin thêm nữa. Mạc Vấn trầm ngâm chốc lát rồi lên tiếng. Chân nhân chắc hẳn cũng biết sau khi tận thế giáng xuống, đạo nhân sẽ không thể mượn thiên địa linh khí làm phép nữa, và cũng không cách nào hấp thu thiên địa linh khí. Nơi này cách Thanh Vũ Môn mấy ngàn dặm, bần đạo lại mang theo đồ đệ ở bên người, hành động không thuận tiện cho lắm. Chỉ bằng chân nhân cứ nói cho bần đạo biết nguyên nhân bị giam cầm. Nếu xác thực là vô tội, bần đạo sẽ nghĩ cách cứu chân nhân thoát khốn. Bình chướng bằng linh khí này, sức một người không thể phá được đâu. Cô gái tóc đỏ lắc đầu nói. Bần đạo có thể phá được, nhưng ta cần phải biết đầu đuôi mọi chuyện đã. Không phải bần đạo nắm chuyện, nhưng ta không hề biết lai lịch của chân nhân. Bần đạo lo lắng thả nhầm người xấu thôi, Mạc Vân nói. Cô gái kia một mực không xưng ra tên họ làm hắn hơi bất mãn. Không phải ta muốn xấu giếm, mà là chuyện này quan hệ quá lớn. Người nào biết nội tình, sợ là sẽ dẫn tới họa sát thân. Xin chân nhân thứ lỗi cho. Cô gái chậm rãi lắc đầu. Vậy thì được rồi.
Nếu chân nhân không thể nói, bần đạo cũng không tiện vặn hỏi. Vậy thì chân nhân tạm thời chịu đựng mấy ngày, ta sẽ lập tức xuôi nam đến Thành Vũ Môn, mời trưởng giáo đương nhiệm tới để mà gặp chân nhân. Mạc Vân nói. Đa tạ chân nhân. Cô gái tóc đỏ ngẩng đầu cảm tạ. Mạc Vân không nói thêm gì nữa, vận khí bay về phương Bắc. Lúc trở về thì trong đầu hắn tràn đầy nghi ngờ. Thân phận người này hẳn phải rất đặc biệt. Thải Y đạo nhân bí mật nhốt nàng ta ở chỗ này đến tột cùng là vì sao? Sư phụ, chuyện sao rồi? Vô Danh thấy Mạc Vấn trở về liền bước nhanh ra đón. Vi sư có chuyện quan trọng phải đi khoảng 3 ngày. Con cứ ở đây an tâm chờ ta. Mạc Vấn bảo với Vô Danh. Dạ vâng. Vô Danh gật đầu đáp ứng. Mạc Vấn ra cửa tìm một người làm trong hoàng phủ rồi giao phó. Yêu vật kia rất lợi hại. Bần đạo phải cần ít nhất 3 ngày mới có thể hàng phục được nó. Tiểu đồ đệ của ta tạm thời lưu lại quý phủ, nhất định phải chăm sóc nó chu đáo, cơm canh không được thiếu. Giao phó xong, Mạc Vấn lập tức xuôi nam, bay được 100 dặm đổi sang hướng tây nam. Nếu cứ bay mãi như thế này thì quá hao tổn linh khí, chi bằng trở lại Thượng Thanh Quan một chuyến nhờ Lão Ngũ trở đi vậy. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 55 của bộ truyện Tử Dương Môn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.